Vào cuối năm 2022, Microsoft đã ra mắt mẫu Surface Laptop 5 nối tiếp Surface Laptop 4 với những nâng cấp chỉ tập trung vào cấu hình. Vậy Surface Laptop 4 có đáng mua ở thời điểm hiện tại 2023 này nữa không? Hãy cùng chúng mình phân tích nhé! Một, thiết kế cũ nhưng không lỗi thời. Surface Laptop 4 là laptop dạng gập vỏ sò truyền thống với thiết kế tối giản từ các thế hệ trước. Thiết kế này tuy đã cũ nhưng không hề có chút lỗi thời vì Surface Laptop 5 vẫn giữ nguyên thiết kế này. Surface Laptop 4 được làm bằng nhôm với độ hoàn thiện rất tuyệt vời, toát ra vẻ cao cấp của một thiết bị nhà Microsoft. Hãng đang làm theo triết lý, cái gì đã hoàn hảo rồi thì không cần sửa đổi, khá quen thuộc. Surface Laptop 4 rất nhẹ và mỏng, với trọng lượng chỉ 1,2kg và chỉ 14,5mm tại điểm dày nhất. Bạn có thể dễ dàng cầm máy mang theo mình mà không cảm thấy trở ngại gì cả. 2. Màn hình khá tốt và ngang tầm thế hệ sau. Surface Laptop 4 và Laptop 5 đều có hai kích thước màn hình là 13,5 inch và 15 inch và đều cho ra mật độ điểm ảnh đạt 201 DPI. Tất cả đều nhờ sử dụng tấm nền công nghệ Pixel Sensit của Microsoft cho chất lượng hiển thị cực tốt. Điểm duy nhất mà Laptop 5 bổ sung đó chính là có hỗ trợ Dolby Vision IQ, phiên bản nâng cấp của Dolby Vision giúp tối ưu độ tương phản, mang lại trải nghiệm HDR tốt hơn. Còn lại thì trải nghiệm nhìn giữa hai thế hệ này là không có gì khác biệt. Vậy nên, nếu các bạn có lăn tăn về vấn đề màn hình giữa laptop 4 và 5 thì không cần quá lo lắng. Chúng sẽ đều đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và giải trí của bạn với chất lượng tương xứng. 3. Cấu hình cũ nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Về cấu hình, Surface Laptop 4 sử dụng vi xử lý AMD Ryzen hoặc Intel Core i. Phiên bản AMD sử dụng biến thể Ryzen 5 4680U và Ryzen 7 4980U được Microsoft và AMD hợp tác để làm riêng cho dòng Surface Laptop 4. Chúng dựa trên Ryzen 4000 series dòng U đã ra mắt trước đó với kiến trúc Zen 2 và sản xuất trên tiến trình 7 nanomet. Trong khi đó, biến thể sử dụng vi xử lý Intel thì có hai lựa chọn là i5 1135G7 và i7 1185G7 thuộc dòng Tiger Lake dựa trên tiến trình 10 nanomet Superfin. Tuy hiện tại hãng Intel đã ra mắt thế hệ 13 nhưng thế hệ 11 vẫn rất mạnh mẽ và đủ đáp ứng nhu cầu của người dùng trong nhiều năm tới. Cấu hình của Surface Laptop 4 tuy đã có phần cũ kỹ nhưng vẫn làm hài lòng người dùng về hiệu năng và sự ổn định. Thậm chí, một số người dùng còn thích phiên bản Laptop 4 sử dụng vi xử lý AMD hơn. Lý do mình sẽ giải đáp ở ngay phần sau nhé. 4. Thời lượng pin ấn tượng. Pin của Surface Laptop 4 13,5 inch có dung lượng là 47W. Theo Microsoft, viên pin này cung cấp cho máy 19 tiếng sử dụng liên tục với các tác vụ thông thường. Thông số này là điểm rất đáng quan tâm vì nó vượt lên trên cả thế hệ kế nhiệm Surface Laptop 5. Microsoft công bố Surface Laptop 5 bản 13,5 inch có thể đạt thời lượng pin tối đa là 18 tiếng, Surface Laptop 5 15 inch đạt 17 tiếng với nhu cầu sử dụng bình thường. Vậy là thua mức 19 tiếng của Surface Laptop 4 chạy vi xử lý AMD rồi. Thực tế sử dụng cho thấy cả hai phiên bản Surface Laptop 5 đều chỉ trụ được hơn 10 tiếng một chút với tác vụ lướt web bằng Wi-Fi. Trong khi đó, nếu xem phim ở mức độ sáng trung bình hoặc sử dụng với tác vụ hỗn hợp, Surface Laptop 5 chỉ đạt từ 7 tiếng 30 phút đến 8 tiếng tùy theo từng bài test. Kết quả này thua khá nhiều so với Surface Laptop 4 chạy vi xử lý AMD với khoảng 10 giờ sử dụng hỗn hợp liên tục các tác vụ. Vậy nên, nếu bạn cần một chiếc laptop với thời lượng pin tốt thì Surface Laptop 4, đặc biệt là bản dùng vi xử lý AMD Ryzen là một lựa chọn rất hợp lý và tuyệt vời. Tổng kết, hiện tại với mức giá mới của Surface Laptop 4 đã dễ tiếp cận hơn, biến nó trở thành một món hời dành cho người làm văn phòng với các ưu điểm như thiết kế cao cấp, chắc chắn và rất mỏng nhẹ, cấu hình rất tốt và có thời lượng pin rất ấn tượng. Nếu bạn cần một chiếc laptop truyền thống đáp ứng được mọi tiêu chí làm việc với mức giá phải chăng, Surface Laptop 4 chính là một lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.